kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay sẽ gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Tin chấn động, nữ quan tham Việt Nam hối lộ tình dục nhiều lãnh đạo, thăng tiến bằng vốn tự có, bị bắt dẫn đến điều khiển được xếp trại giam. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, dư luận như rung lắc khi thông tin về cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến người đã gây ra nhiều sai phạm trong thời đương chức đã bị bắt. Được biết đến như một nữ quan tham hối lộ tình dục nhiều lãnh đạo, bị bắt vẫn điều khiển được xếp trong trại giam. Lại một tay chân bộ hạ của Nguyễn Xuân Phúc bị Nguyễn Phú Trọng đưa vào lò đốt khiến Nguyễn Xuân Phúc như đang ngồi trên đống lửa. Diễn biến của những dự kiện đang làm chấn động dư luận này như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu với chúng tôi. Trong chương trình Thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết bà Nguyễn Thị Kim Tiến, người có rất nhiều tai tiếng khi còn đương chức liên quan đến việc thăng tiếng nhờ vốn tự có, dung túng bao che người thân, cấp dưới tham nhũng, đặc biệt trong vụ phân phối thuốc giả làm chấn động dư luận một thời. Nhưng nhờ các mối quan hệ nhạy cảm lúc bấy giờ, bà ta đã hạ cánh an toàn nhưng giờ đây trước áp lực mạnh mẽ của dư luận bà ta bị buộc phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra cho xã hội và đất nước theo thông tin từ một quan chức giấu tên cho rằng bà kim tiến nhờ vào làn da khá trắng trẻo dung mạo dễ coi thông qua giao dịch quyền sắc để trở thành bộ trưởng y tế trong nội các được biết trong nhiều năm liền bà ta đã mê hoặc hối lộ tình dục nhiều quan chức lãnh đạo bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích phương châm sống của bà ta là muốn thay đổi số phận muốn đạt được quyền lực danh vọng thì trước hết phải lợi dụng mối quan hệ với các quan chức lãnh đạo cấp cao quan chức giấu tên nói thêm trong một lần một vị lãnh đạo trung ương tới thị xác công việc của bà ta tại sài gòn bà ta đã ăn mặc đẹp cố ý nói chuyện thu hút sự chú ý của lãnh đạo tối hôm đó nhà máy tổ chức tiệc mừng lãnh đạo tới thị xác. Bà Tiến cũng lãnh đạo uống rượu, nhảy múa trong bữa tiệc, sau đó còn đến phòng của vị lãnh đạo này để nói chuyện phím. Hôm đó bà ta đã quyến rũ thành công vị lãnh đạo này. Ba tháng sau, vị lãnh đạo này giúp Nguyễn Thị Kim Tiến chuyển đến vị trí cao hơn. Nhận ra sắc đẹp và sự quyến rũ của mình như là vũ khí tốt nhất, bà ta liên tục quyến rũ hết cấp trên này đến cấp trên khác. Bà ta khi đó từng giọng dạc tuyên bố đàn ông quan hệ tình ái với đàn bà có thể không chú ý đến địa vị, nhưng đối với đàn bà thì không thể không quan tâm đến điều đó. Bà ta cũng từng nói rằng trong xã hội chỉ có những phụ nữ biết khai thác lợi dụng giá trị của đàn ông mới là những phụ nữ thông minh thật sự. Bắt đầu có chức quyền, Nguyễn Thị Kim Tiến quay sang vơ vét tài sản, thu lợi cho bản thân khi kết hợp vẻ đẹp với quyền lực, kiếm tiền giống như một cái gì đó dễ dàng và do bị nhan sắc cám dỗ, nhiều quan chức trong đó có Trương Tấn Sang đều trở thành bại tướng của bà ta trên giường ngủ và sau đó giúp bà ta trục lợi từ quyền lực hoặc ngôi lên địa vị cao hơn. Bà Tiến trong thời gian đương chức còn đưa nhiều người thân vào làm việc trong Bộ Y tế, chi bè kết phái khiến các nhân viên hết sức phẫn nộ. Đến khi bị bắt bà ta còn mê hoặc được các giám thị quản giáo trong tù giúp đỡ một số quản giáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn thậm chí xây dựng mối quan hệ với Trần An Giang giám đốc trại giam người trẻ hơn bà ta 7 tuổi viên giám thị trên được biết từng đã 4 lần đưa điện thoại cho bà Tiến sử dụng giúp bà ta móc nối với bên ngoài gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác điều tra phá án những bê bối ở trại giam bị đồn đại ra bên ngoài khiến công an tỉnh Hà Nam lập tổ điều tra đặc biệt để xác minh, làm rõ. Không lâu sau, ông Giang bị điều tra kỷ luật và bị cách chức. Ông ta được cho là từng nói rằng mình không quên được đôi mắt của Kim Tiến. Trong tù, bà ta đã thú nhận những hành vi phạm pháp. Các nhà điều tra phát hiện bà ta có rất nhiều tiền bạc và sở hữu nhiều bất động sản với nguồn gốc không rõ ràng. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm chứng thông tin và theo dõi sự kiện gây chấn động dư luận này và sẽ cung cấp cho quý vị khi có được những cập nhật mới nhất. Trong diễn biến liên quan, cơ quan công an đã bắt tạm giam cựu chủ tịch hội đồng quản trị, cựu giám đốc và một cựu trưởng phòng của Vinafood 2, những người được biết là tay chân bầu hạ của Nguyễn Xuân Phúc để phục vụ công tác điều tra. Thưa quý vị, vào ngày 28 tháng 6, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra các dấu hiệu sai phạm tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam Vinafood 2 và một số đơn vị liên quan. Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định Trương Thanh Phong, cựu Tổng Giám đốc, Trần Văn Vẹn, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Trần Bảy, cựu trưởng phòng kế hoạch chiến lược Vinafood 2 đã có hành động, hành vi vi phạm, pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất diện tích 7.619,8m2 tại địa chỉ 132 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Ngày 28 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với ba cá nhân trên về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ năm phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản thất thoát cho nhà nước. Được biết, việc bắt giữ các cựu quan chức tham nhũng trên đã khiến cho Nguyễn Xuân Phúc mất ăn mất ngủ và như ngồi trên đống lửa. Số phận của Nguyễn Xuân Phúc rồi sẽ ra sao? Mời quý vị tiếp tục theo dõi trong các bản tin thời sự kế tiếp của chúng tôi. Thời lượng còn lại của những thời sự là bản tin quốc tế. Urena dồn quân chọc thủng phòng tuyến huyết mạch thu xe tăng chủ lực của Nga. Quân đội Ukraine tuyên bố đã chọc thủng phòng tuyến của Nga tại tuyến đường cao tốc E40 nối 3m với Sovian. Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 29 tháng 6, quân đội Ukraine khẳng định đã đánh bật lực lượng phòng thủ Nga tại một số điểm trên tuyến đường cao tốc E40 huyết mạch. Nối liền hai thành trì 3m và Suvian tại vùng Donetsk miền đông nước này. Theo đó, các binh sĩ Urena từ lữ đoàn bộ binh cơ giới số 30 đã tiến hành nhiều đợt tấn công vào các cứ điểm phòng ngự của Nga tại cao tốc E40 dưới sự yểm trợ của pháo binh và UAV chính xác. Các cuộc tấn công này diễn ra gần các khu định cư Ogi, Hovo, Vasilika và Zalinsky. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia sau đó lên tiếng xác nhận về thông tin trên. Bà Malia đồng thời khẳng định lực lượng phản công Ukraine đang giành được ưu thế tại nhiều hướng tấn công ở Donetsk. Nhóm tiến công phía đông đã tiến hành nhiều đợt phản công trong ngày hôm nay tại các hướng tiến công Ogihovo, Valizika, Bamert, Bodaniska, Yehini, Kichika và Kusti Vika. Chúng ta đang giành được ưu thế, bà Mila nói. Trước đó vào giữa tháng 6, quân đội Ukraine với sự yểm trợ từ các đơn vị xe bọc thép chở quân đã chọc thủng phòng tuyến của Nga tại tuyến đường huyết mạch nối Svatovo với Gemina ở vùng Lykhai Lugan. Giới quan sát nhận định kịch bản Kiev kiểm soát được các tuyến đường trên sẽ làm suy yếu nghiêm trọng vị thế của Nga tại vùng Donbass. Việc giành lại các tuyến cao tốc này cũng sẽ đe dọa phòng tuyến của Nga tại các thành trì trọng yếu ở miền Đông như Bamert, Sovian hay Gemina. Cũng trong ngày 29 tháng 6, lữ đoàn bộ binh thiết giáp số 47 với biệt danh Maguga của Ukraine tuyên bố đã thu giữ một xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 của Nga tại khu vực Zaporizhia. T-72B3 là một phiên bản hiện đại hóa của dòng xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B rất phổ biến trong biên chế quân đội Nga. Tại chiến trường Ukraina, các xe tăng T-72B và T-72B3 thường xuyên được Nga sử dụng như là lực lượng xung kích tuyến đầu nhằm tiến hành các hoạt động tác chiến. T-72B nặng 44,5 tấn, dài 6,95 m, cao hơn 2,2 m với kiếp chiến đấu gồm 3 người. Đây là biến thể của xe tăng huyền thoại T-72 phiên bản xe tăng chủ lực từng làm mưa làm gió trong quân đội Liên Xô. Phiên bản T-72B3 được cho là sở hữu sức mạnh gần ngang ngửa với siêu tăng T-90 khi được trang bị giáp phản ứng nổ Gellis, hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến và động cơ chạy bằng DJ tăng áp. Vào cuối năm 2022, Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine nổ ra, Moscow đã mất 235 Satan T-72B3 và 207 sa tăng T-72B. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về những tuyên bố trên. Trong một diễn biến tiếp theo, quan chức Nga tiết lộ lý do chăm ngồi vụ nổi loạn của Quayner. Quan chức Nga cho biết tập đoàn Quayner là tổ chức quân sự duy nhất từ chối ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga ngay trước khi vụ nổi loạn xảy ra vào tuần trước. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Hạ viện Nga Engay Katapulo hôm 29 tháng 6 cho biết vài ngày trước khi xảy ra cuộc nổi loạn của tổ chức quân sự tư nhân Quayner, Bộ Quốc phòng Nga yêu cầu tất cả các nhóm và đơn vị thực hiện nhiệm vụ chiến đấu và ký hợp đồng với Bộ. Đây là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Mọi người bắt đầu thực hiện quyết định này ngoại trừ lãnh đạo quayner zegeni piguzin sau đó ông ấy được thông báo rằng trong trường hợp này quayner sẽ không được tiếp tục tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine điều này đồng nghĩa với việc sẽ không còn nguồn tài chính hay vật chất nào được phân bổ cho họ ông katapolo chỉ rõ đồng thời nhấn mạnh đối với ông piguzin đây là một vấn đề quan trọng nếu không muốn nói là vấn đề chính trước hết là vì tiền bạc Thứ hai là tham vọng thái quá. Thứ ba, sự bất đồng của ông ấy. Tất cả những điều này kết hợp lại thành một âm mưu phản quốc và lừa dối đồng đội. Ông Catapolo nói về những lý do đằng sau cuộc nổi loạn của lực lượng quay nơ. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu yêu cầu tất cả quân tình nguyện ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga trước ngày 1 tháng 7. Động thái này được cho là nhằm tăng hiệu quả của lực lượng Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quyết định này sẽ cung cấp cho các đơn vị tình nguyện tình trạng pháp lý cần thiết tạo ra các cách tiếp cận thống nhất để tổ chức cung ứng toàn diện và hoàn thành nhiệm vụ của họ. Tuy nhiên, ông chủ quay tuyên bố lực lượng này sẽ không ký bất cứ hợp đồng nào với Bộ Quốc phòng Nga. Ông Bigozin nói rằng Quayner không có nghĩa vụ tuân thủ các mệnh lệnh của Bộ trưởng Sagu. Theo ông, Quayner hoàn toàn phụ thuộc vào lợi ích của Nga, nhưng cơ cấu chỉ huy hiệu quả cao của lực lượng này sẽ bị tổn hại nếu có nghĩa vụ phải báo cáo với người đứng đầu bộ phòng của Nga. Quainer là lực lượng tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine từ tháng 2 năm ngoái. Quainer đóng vai trò là lực lượng thanh chốt của Nga trong các cuộc giao tranh kéo dài nhiều tháng nhằm kiểm soát thành phố chiến lược 3 ở miền đông Ukraine mối quan hệ giữa Quayner và quân đội Nga ngày càng rạn nứt khi đơn vị quân sự tư nhân này cáo buộc Moscow không cung ứng đầy đủ vũ khí, đạn dược khiến họ chịu tổn thất lớn, nghe nhiều lần bác bỏ cáo buộc này. Cuối tháng trước, Quayner bắt đầu rút khỏi ba m và bàn giao lại các vị trí ở đây cho quân đội Nga sau khi mất hơn 20.000 quân. Cũng theo ông Biogin, khoảng 20% lực lượng của Quayner đã bị thương và cần ít nhất 3 tháng để hồi phục. Tối ngày 23 tháng 6, ông Bigozin tuyên bố dẫn 25.000 quân từ chiến trường Ukraine tiến vào vùng Gostok ở biên giới Nga, bắt đầu hành trình mà ông gọi là đội công lý sau khi cáo buộc Moscow tập kích tên lửa vào cứ điểm của Quayner khi nhiều lính thiệt mạng. Tối ngày 24 tháng 6, khi đoàn xe của Quayner chỉ còn cách Moscow 200 km, Ông Vygotin bất ngờ thông báo đồng ý dừng cuộc tiến quân rút lực lượng khỏi các cơ sở quân sự đã chiếm đóng ở Nga sau nỗ lực hòa giải của Tổng thống Bilagos, Alexander Lukashenko. Theo thỏa thuận này, ông Vygotin chấp nhận chuyển đến Belarus. Đổi lại, Nga cam kết hủy điều tra hình sự, đảm bảo an toàn cho ông Trùm và các thành viên Quayner. Các tay súng Quayner không tham gia binh biến, có thể ký hợp đồng với Bộ phòng của Nga. Trong một diễn biến tiếp theo, Nga sẵn sàng cạnh tranh với phương Tây. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố không có hình thức độc quyền hay thống trị nào là vĩnh cửu và Nga sẵn sàng cạnh tranh với phương Tây. Phát biểu tại diễn đàn ý tưởng mạnh mẽ cho thời đại mới do cơ quan sáng kiến chiến lược ASI tổ chức hôm 29 tháng 6. Tổng thống Putin cho biết các công ty Nga đã sẵn sàng cạnh tranh, họ chỉ cần trợ giúp trong việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh của mình. Các công ty và đơn vị của chúng tôi đã sẵn sàng cạnh tranh và nhiều công ty trong số họ đã chứng minh điều này. Nói về sự độc quyền, các đối thủ phương Tây đã giành được vị trí độc quyền trong nhiều lĩnh vực của thị trường Nga, ông Putin nói. Theo tổng thống Putin, các công ty Nga có thể từng bước thiết lập sự hiện diện của họ trên thị trường toàn cầu bắt đầu với thị trường của cộng đồng các quốc gia độc lập, tổ chức hợp tác Thượng Hải và các quốc gia BRICS, gồm có Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng thế giới không sụp đổ vì các lệnh trừng phạt. Ông nói thêm rằng những biện pháp hạn chế mà phương Tây áp đặt lên Moscow đã mở ra những lĩnh vực phát triển mới cho các công ty Nga. Tổng thống Putin cho biết các doanh nhân Nga đã nộp đơn hơn 43.000 đơn đăng ký nhãn hiệu trong 5 tháng đầu năm nay. Ông cũng dành lời khen cho các doanh nghiệp trong nước. Ông Putin kêu gọi xây dựng một nền kinh tế từ sản xuất hàng hóa, dịch vụ và công nghệ hiện đại thay vì tiêu thụ các sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ các nhà sản xuất trong nước quảng bá sản phẩm của họ để Nga có những thương hiệu nổi tiếng trong nước và toàn cầu. Tổng thống Putin chỉ trích các công ty rút khỏi Nga do các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine. Ông cáo buộc một số thương hiệu nước ngoài biến việc rút khỏi thị trường Nga thành một chiến dịch PE và bày tỏ nghi ngờ về việc những chiến dịch PE này sẽ mang lại lợi ích cho họ. Nhà lãnh đạo Nga từng cáo buộc phương Tây về cơ bản đang tiến hành một cuộc chiến tranh phối hợp chống lại Moscow và đang tìm cách làm suy yếu, chia rẽ và cuối cùng là hủy diệt Nga. Theo Tổng thống Putin, những kế hoạch như vậy đã được phương Tây ấp ủ từ lâu khi họ khuyến khích các băng nhóm khủng bố quốc tế ở Caucasus củng cố cơ sở hạ tầng tấn công của NATO sát biên giới Nga và biến chủ nghĩa bài Nga thành vũ khí của họ tổng thống putin cũng cáo buộc các nước phương tây tấn công nga bằng một cuộc chiến kinh tế ông thừa nhận một số khó khăn nhất định đối với nga nhưng nhắc lại rằng các nền kinh tế phương tây cũng đang phải chịu hậu quả từ việc trừng phạt nga trong đó có lạm phát gia tăng